Chính chủ gửi bán nhà tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với diện tích 30m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng, giá chào bán thì vô cùng hợp lý. Hướng nhà là hướng Đông Nam, cách Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương nó chỉ rơi vào khoảng tầm 100m thôi. Ngõ trước nhà 2m2, cách trục đường ô tô đi lại 100m. Với cái thông số nhà hướng Đông Nam, mặt tiền 3m6, thiết kế và xây dựng là 4 tầng thì ngôi nhà này có phù hợp với lại vợ chồng trẻ hay không? Với cái tầm tài chính của cái ngôi nhà này rất là hợp lý. Quý khách hàng chỉ có rơi khoảng tầm 800 triệu tiền mặt thôi là có thể sở hữu cho mình cái căn nhà đầy đủ mọi công năng cũng như là đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh rồi. Ngọc Anh đang đứng ở phía tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này xây dựng độc lập, một mình một căn, hướng Đông Nam, mặt tiền 3m6, giá chào bán 1.830.000.000 thôi mọi người ạ. Mọi người nhớ nhá, 1.830.000.000, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Đây chính là mặt tiền của ngôi nhà. Mời mọi người theo em vào phía phòng khách của ngôi nhà nha. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 1 của ngôi nhà đây mọi người có thể nhìn thấy, với cái hoàn thiện gọi là đến tầm 95% rồi mọi người ạ. Còn hơi bừa bộn một chút thôi nhưng Ngọc Anh sẽ quay gửi tới quý khách hàng, bởi vì nếu như mà chưa kịp quay thì đã bán mất rồi. Nên quý khách hàng nào đang có nhu cầu muốn xem khu vực phường Phú Lương, Phú Lãm thì có thể liên hệ ngay với Ngọc Anh nha. Tầng 1 của ngôi nhà đây, căn nhà này rất là vuông vắn mọi người ạ. Mặt tiền 3m6 và mặt hậu 3m65, nở hậu 5 phân. Phần hoàn thiện xong hết là phần thạch cao, phần sơn, phần gạch lát nền của ngôi nhà. Hệ thống điện, hệ thống nước đều đã hoàn thiện đầy đủ. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Gạch lát nền kích thước 60-60, vân đá granite hoàn thiện rất là chỉn chu đúng không ạ. Với gian phòng khách được ngăn cách bởi vách CNC và ngăn cách với phía cầu thang lên trên tầng 2. Tầng 1 của ngôi nhà đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà, thiết kế hình chữ L, đồng thời gỗ chất liệu của cái tủ bếp này là gỗ MDF chống cong vênh mối mọt, bền bỉ với thời gian và cái màu sắc thì rất là nhã nhặn đúng không? Và phụ kiện bếp được thiết kế là chất liệu inox 304. Tủ cái căn gian phòng bếp này thì thiết kế hài hòa về bồn rửa bát cũng như là chậu rửa bát chất liệu inox 304. Mặt bếp được ốp đá granite màu đen mọi người nha. Xung quanh bếp là ốp gạch 30-60. Đó. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế gồm một phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu, vòi rửa, vòi chậu cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 lên trên tầng 4 của ngôi nhà là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc được lát đá xanh hoa cà mọi người nha. Và mời mọi người lên trên phía tầng 2, tầng 3 để tham quan xem ngôi nhà này với diện tích 30m², giá chào bán như thế có hợp lý với vị trí căn nhà này không nha. Lên trên tới tầng 2 thì mọi người có thể biết rằng là với diện tích 30m thì thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh rất là rộng. Phòng ngủ của ngôi nhà trên tầng 2 được thiết kế theo kiểu hệ master, phòng vệ sinh ở phía bên trong rất là rộng đây mọi người này. Đấy. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này. Ở đây là có một cái cửa thông gió. Đồng thời cái nhà vệ sinh này vẫn có cả quạt hút gió này, bồn cầu này, hệ thống lavabo, mặt đá. Thiết kế rất là đẹp, sen cây tắm nóng lạnh nhập khẩu Hàn Quốc. Vô cùng tiện ích với cái căn nhà này mọi người ạ. Cách trường mầm non, trường tiểu học Phú Lương nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 400m quay đầu. Cách chợ Phú Lương nó rơi khoảng tầm 500m thôi. Rất là tiện. Từ vị trí của cái ngôi nhà này mà đi ra tới ngã Ba Ba La nó chỉ rơi khoảng tầm 1 cây. Cách với chợ Xóm cũng rất là gần, cũng chỉ tầm 1 cây thôi mọi người nha. Còn nếu mà ra tới Ba La thì xa hơn, xin lỗi mọi người. Ra tới ngã Ba Ba La thì khoảng tầm 1,5 cây. Cách với từ ngôi nhà này gần với trường Đại học Đại Nam, gần với lại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Rất nhiều những tiện ích, những trường học xung quanh vị trí ngôi nhà, tích hợp đầy đủ những tiện ích xung quanh.
phân phòng ngủ này mọi người có thể nhìn đây, góc rất rất là rộng. Phòng ngủ này nó sẽ rơi khoảng tầm 18-20 mét vuông. Và phòng ngủ này thì được lát toàn bộ là sàn gỗ công nghiệp. Cửa sổ rất là thoáng đây. Mọi người có thể ngắm nghía một chút về cái cửa sổ này. Đấy, toàn bộ video Ngọc Ánh đăng lên cũng như là quay tính đến thời điểm hiện tại mọi người đang nhìn ở trên video thì toàn bộ chi tiết rất là thật. Có sao để nói thế, về phần giá cả cũng như là thông số nhà, giá bán, vị trí rất rất là thật. Cho nên quý khách hàng nào mà đã theo dõi kênh của Ngọc Ánh lâu và đi xem rồi thì mọi người chắc chắn là biết luôn là Ngọc Ánh không phải review để câu like nha. Cửa thông phòng toàn bộ của ngôi nhà cũng như là cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ. Đó. Với thiết kế của cái căn nhà tầng 2, tầng 3 thiết kế gồm một phòng ngủ và phòng vệ sinh. Đây là tầng 2, vậy thì tầng 3 có thiết kế giống tầng 2 hay không? Đây chính là phía tầng 3 của ngôi nhà có sự khác biệt đấy mọi người ạ. Khác biệt đây là nhà vệ sinh nằm ở phía bên ngoài, không phải là nằm ở phía bên trong của căn phòng nữa. Tuy nhiên thì vẫn đáp ứng đầy đủ công năng cho hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Nhà vệ sinh thì đầy đủ bồn cầu, vòi chậu, vòi rửa, hệ thống sen tắm nóng lạnh. Và ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì cửa sổ thiết kế nó cũng có sự khác biệt hơn một chút xíu. Thay vào một cái cửa sổ to thì ở đây là thiết kế hai cửa sổ nhỏ. Và có hệ thống ban công giả ở phía bên ngoài đây mọi người nha, đây này. Hệ thống ban công giả hướng ra phía bên ngoài, cầu kỳ bắt mắt, khá là đẹp. Ngôi nhà thì nằm ở gọi là trung tâm phường Phú Lương mọi người ơi, rất rất là gần. Gần như là nằm ngay cạnh Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương luôn. Trên tầng 3 cũng được lát sàn gỗ đây. Trên tầng 3 cũng được lát sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao giật cấp và hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Hai phòng ngủ khá là rộng rồi. Vậy thì còn phần còn lại trên tầng 4 nữa, mọi người có tò mò không ạ? Ngọc Ánh cũng đang rất là tò mò xem tầng 4 thiết kế như thế nào. Mọi người theo em lên tầng 4. Ngọc Ánh hiện tại đang đứng ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà đây mọi người ơi. Mùa gió rất là mát, rất là thoáng. Với thiết kế tầng 4 của ngôi nhà như sau, tầng 4 thiết kế gồm hai phòng, một phòng thờ, một phòng ngủ và một phần sân phơi. Đây Ngọc Ánh đang đứng ở đây, chắc là phòng thờ thiết kế ở phía ra bên ngoài rất là thoáng. Nói chung là tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình thôi, còn không phải là Ngọc Ánh nói chuẩn 100% bởi vì khách hàng về ở thì đấy là quyền của khách hàng sử dụng ngôi nhà, mục đích của ngôi nhà. Bởi vì ở đây có một phòng này, ở đây cũng có một phòng này, thì quý khách hàng có thể tận dụng ở đây là phòng thờ, bên ngoài là phòng ngủ cũng được, mà là phòng làm việc cũng được. Đó, rất là mát mọi người ạ. Căn nhà này thực sự là cái ánh sáng tự nhiên vào trong ngôi nhà này qua các khung cửa sổ thì rất rất là thoáng. Với tầng 4 của ngôi nhà hiện tại đây, mọi người có thể nhìn thấy có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang này. Đấy, rất là thoáng. Đây chính là khu vực để máy giặt, đồng thời là khu vực sân phơi của ngôi nhà luôn. Như vậy Ngọc Ánh review rất là chi tiết về vị trí ngôi nhà này thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 1 tỷ 830 triệu đồng, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết về ngân hàng hoặc là về muốn tư vấn về tầm tài chính của mình xem là mua được ở khu vực nào thì vui lòng bốc máy lên và gọi điện cho Bất Động Sản Nhà Tốt Ngọc Ánh 0983 013403 hoặc 0888 041 444 nha. Mọi người xem video của em thì nhớ vào nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, ủng hộ cho Bất Động Sản Nhà Tốt, và đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những bất động sản tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.